Khuôn khổ chuyến đi Audi Singapore thì chúng tôi đã vào cái khu vực của tòa nhà Marina Bay Sands. Các bạn có nhiều tiền, các bạn có thể vào LV, New It, Vuitton. Còn các bạn thích đồ công nghệ, các bạn có thể ra kia. Đó là trung tâm Apple lớn nhất Đông Nam Á. Còn khu vực này cũng là khu vực mà nhiều người cao tầng nhất ở Sing. Ở tại Singapore thì thứ mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất đó là cây xanh. Singapore là một đất nước vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ. Người ta rất là ý thức bảo vệ môi trường. Có một cái điều rất là thú vị đó là những nơi nào mà người dân có thể đi bộ được thì cũng có thể sử dụng phương tiện xe đạp để lên cái địa hình đó được. Và xe đạp là một phương tiện cũng khá là phổ biến ở tại quốc đảo Singapore. Chính là khách sạn mà chúng tôi đang ở, Audi cũng rất là tinh tế khi mà lựa chọn khách sạn này. Khách sạn này là một trong khách sạn mà có nhiều cây xăng bậc nhất ở khu vực này. Thì chúng ta bước vào khu vực của bảo tàng nghệ thuật Singapore. Nơi đây cũng là cái nơi mà sẽ được trình diễn các mẫu xe điện hóa mới nhất của Audi, bao gồm Audi e-tron GT, Audi e-tron GT RS, Audi e-tron Sportback, Audi e-tron Advanced, cùng với nhiều phiên bản. Cuốn đang đưa chúng tôi vào khu vực trưng bày của một chiếc xe Audi điện hóa. Ngôi nhà của Audi đây ạ. Trước tiên là rất cảm ơn mọi người đã dành cái thời gian quý báu của mình tới Singapore hôm nay để tham dự cái chương trình House of Progress của Audi ngày hôm nay. Thì những anh chị cũng biết là ở chúng ta dẫn nhau qua đây để lần này để chủ yếu đối với em là nhìn cái chiếc Range Rover bằng tay bằng mắt thật. Vô tình thì đợt này họ có trình bày hai chiếc xe mà thị trường Việt Nam đang sắp sửa ra mắt, đó là chiếc GT RS thì sẽ ra mắt rất là sớm sau cái chuyến đi này của mình về Việt Nam. Còn riêng cái xe này thì đã lên lịch sản xuất rồi, hy vọng rằng là có thể về Việt Nam sớm trong năm nay, nếu không thì phải là quý 1 sang năm tới. Mẫu xe Audi RS e-tron GT, đây là một, có thể nói là một mẫu siêu xe điện của Audi. Đây thì dự kiến là tháng 4 năm nay, có nghĩa là trong tháng này sẽ được ra mắt tại Việt Nam. Mà mẫu xe này thì năm ngoái thì khá là giá khá là cao. Và năm nay thì dự kiến thì mẫu xe này sẽ chỉ còn giá khoảng ở trên 6 tỷ một chút. Và đây cấu hình Full. Tại sao lại có cái giá như vậy, hấp dẫn như vậy? Bởi vì là nó về chính sách thuế. Chính sách thuế mới của Việt Nam năm nay có một chút cải tiến đối với những chiếc xe xuất xứ từ châu Âu. Đó là việc mà năm ngoái thì thuế nhập khẩu là 70% và thuế tiêu thụ đặc biệt là 3%, và đến năm nay thì những chiếc xe có xuất xứ tại châu Âu và đương nhiên là sẽ kèm theo một số các điều kiện đặc thù thì nó chỉ còn thuế nhập khẩu là 49,6% và thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn là 3%. Một cái điều khá là đặc biệt đó chính là mẫu Audi e-tron GT này nó được chia sẻ chung với một mẫu xe anh em nó ở một thương hiệu khác, đó là chiếc Porsche Taycan. Đây là một, có thể nói những một cái nền tảng xe điện thì chiếc xe này đang là sử dụng cái nền tảng xe kiến trúc điện 800V hiện đại bậc nhất bây giờ, hiện đại bậc nhất bây giờ, Audi RS e-tron GT. Yeah. Wow. Cảm ơn các bạn.
Trước mặt tôi đó chính là cụm đồng hồ trung tâm mang phong cách Virgil Cockpit 108 đi tiếp tục. Và bên phía cái cụm yến ngựa trung tâm đây, các bạn có thể nhìn thấy hộp số chuyển đổi rất là các bạn có thể cầm giật giật, đương nhiên đâu tất cả là điều khiển điện. Màn hình thì vẫn rất đặc trưng của Audi nhé, các bạn sờ vào đây này, nó sẽ có một cái phản hồi lại tay của bạn mình, bạn không bao giờ trượt được. Phủ carbon này, phủ carbon này rất là đẹp. Toàn cảnh panoramic giống y hệt như VF9 ấy, cũng không có rèm nhé, không có rèm, tất cả ở đây là kính này, kính đó, tắt đi, kính này là kính chống bức xạ nhiệt này, chống tia tử ngoại này, đó, rất là xịn, điều khiển điện hoàn toàn. Ghế này các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng, rất là rõ ràng cái việc đặc trưng của một chiếc ghế thể thao, biểu tượng RS. Biểu tượng RS là một trong những biểu tượng rất là gọi là thể thao nhất của Audi. Nó tương tự như M Sport của BMW hay là AMG của Mercedes. Nó là xịn. Ở Audi thì nó có phiên bản như A này, xong phiên bản Sport thì một chút nữa thì nó là S này, và phiên bản hiệu năng cao thì là RS. RS nó rất là mạnh mẽ, có cái ngoại hình thiết kế dễ nhìn hơn chiếc Taycan, nó mang xu hướng của tương lai hơn. Đấy. Và phía trong xe thì nó cũng nhìn cũng trang bị cũng đẹp hơn, thuận mắt hơn so với chiếc Taycan. Tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một sở thích. Xuống đằng phía sau của chiếc xe này, xem nó có thực sự là rộng rãi không. Khác với Taycan là cái phía chân này sẽ được khoét sâu xuống dưới để tạo ra một cái chỗ để chân thoải mái hơn. Và ở trong cái bách pin của xe Taycan thì chỗ này nó cũng được quét xuống và không có pin ở đó. Nhưng mà Audi thì lại không làm như vậy. Họ vẫn là một cái sàn khá là phẳng. Với một mẫu xe mang cái hình dáng copper thì các bạn không thể mong muốn một cái không gian tốt ở hàng ghế thứ hai được. Mặc dù là ghế rất là ôm lưng, ngồi khá thích thế nhưng mà không gian không thể được thoải mái được. Các bạn có thể nhìn thấy là nó còn một tí và tôi có 1m7 thôi. Cao hơn 1m7 là phức tạp hơn. Biểu tượng các cái đường chỉ nhỏ đỏ viền đây, nhìn đó rất là đẹp, đúng kiểu của RS. Nhưng đâu đấy thì nó là một chiếc xe điện cao cấp đắt tiền nhất của Audi, nhưng không thể so sánh được sự tiện nghi với cả luxury như những chiếc Audi A8 được. Xe thứ hai mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc này. Chiếc này đó là Audi EQ8 e-tron. Chiếc xe này cũng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Dạo một vòng qua nó đi. Chiếc xe này bật mí luôn cho các bạn là mức giá của nó có thể bán tại Việt Nam tầm khoảng 3.8 đến 3.9 theo lời của đại diện Audi Việt Nam. Đó. Thậm chí là nếu mà mức giá này mà tính ra là còn rẻ hơn cả mẫu Audi Q8 Touch S1 EV size lốp 265 40R22, cũng bằng cái bản option của VF9. Màu sắc rất là đẹp, ngang thân đẹp kìa các bạn, quá đẹp đúng không. Bây giờ tôi sẽ lên trên này, mở ra lên xe. Wow, một màn hình trung tâm Virtual Cockpit rất nổi tiếng của Audi, vẫn một cái vô lăng rất là Audi, hoàn toàn không có sự khác biệt gì so với những chiếc Audi sử dụng động cơ đốt trong cả.
Đó. Các bạn có thể nhìn thấy không? Công tái học của những chiếc Audi là rất tốt. Bởi vì sao? Tôi sẽ mô phạm cho các bạn. Khi bạn ngồi lên ghi lại, đặt tay lên vị trí ra trung tâm, đưa tay vào đây. Cần này cần cố định nhé. Cần cố định, cần số, nhưng ở đây là cố định. Vậy thì nó vào số ở đâu? Nó chính là chỗ này. Đấy, các bạn có thể đạp phanh vào và vào số. Đây số parking D này, S này, R này. Đó. Rất là xịn. Thấy được là sự thân thiện của một chiếc e-tron, một chiếc xe chạy điện, với cả một chiếc xe động cơ đốt trong của Audi là hoàn toàn không có sự khác biệt. Nó chỉ thay đổi là phần điện hóa. Đó là gì? Đó là thay vì các bạn sử dụng một động cơ đốt trong có phát thải, thì Audi đã chuyển sang nó là dẫn động bằng điện sử dụng pin và không phát thải. Audi nói rằng là cái trải nghiệm lái xe điện của Audi không khác biệt, không có gì khác biệt so với những cái xe truyền thống của họ. Và cái được đó thì họ sẽ cố gắng giữ cái truyền thống đó. Cái đó cũng đúng thôi, chả có gì khác lạ cả, bởi vì họ đã xây dựng cái truyền thống đấy cả trăm năm. Nếu mà bây giờ mà họ lại cố gắng làm một cái xe Audi mới theo cái phong cách điện thì dường như họ đã quay ngược lại những cái fan hâm, cái tình cảm của những cái fan hâm mộ của Audi của họ. Phía sau của Audi Q8 e-tron bước vào không có cửa sổ trời, không có cửa sổ trời. Trải nghiệm về nút bấm rất là thích. Các bạn có thể nhìn thấy cái không gian rất thân thiện, rất Audi. Với tôi còn chưa biết được cái cấu hình của chiếc xe này mang về Việt Nam sẽ là như thế nào, cái phạm vi hoạt động của nó sẽ là bao nhiêu, dung tích pin là bao nhiêu, công suất thì dường như công suất xe này nó sẽ có 3 loại công suất. Một là 230 kW, 2 là 300 kW, và 3 là 370 kW. Và không biết cái mạng cái chiếc xe mà có cái đơn giá là 3 tỷ 8, 3 tỷ 9 đấy sẽ là sử dụng cái loại động cơ điện nào, có cho công suất bao nhiêu. Nhưng đây cũng là sẽ là một trong những lựa chọn tinh tế và rất là hợp lý của Audi trong thời gian tới, nếu mà các bạn là fan của những chiếc xe điện. Đèn của Audi chính là đèn LED Magic. LED Magic nha. Đó. Đó, bao gồm rất nhiều thấu kính và điều khiển. Bạn thấy chưa? Mở rộng góc chiếu sang bên phải. Chiếu thông minh. Chiếu đúng lên được. Và các bạn hoàn toàn an tâm khi mà chạy ở cái đường. Đó, thấy chưa? Cực kỳ thông minh luôn. Đỉnh không? Quá đỉnh luôn. Có xe điện nữa của Audi trong cái kỷ nguyên điện hóa, đó là chiếc Audi Q4 e-tron. Chiếc xe này là ở phân khúc C. Phân khúc C quá đẹp đúng không bạn? Chúng ta lại làm một vòng. Chiếc xe này được là gọi là Q4 40 e-tron. 40 thì tương đương với công suất khoảng độ dưới 300 mã. Sạc là ở phía sau này. Cái sạc ở phía sau là rất tiện đối với khi mà về Việt Nam. Đó, đây là cửa DC này. Đóng vào thì ở trên là AC. Đó. Phiên bản S-Line. Phiên bản S-Line. Đèn rất đẹp. Đương nhiên rồi, phiên bản đây là phiên bản thương mại rồi các bạn nhé. Theo như lời nói của đại diện Audi Việt Nam thì chiếc xe này sẽ không về Việt Nam trong giai đoạn tới, mặc dù họ rất muốn đem về. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay xe này đang rất hot trên toàn cầu, và gần như là Audi Việt Nam không có cơ hội để cạnh tranh với các thị trường khác. Đấy. Chiếc xe này thì nó có cái vô lăng khá là đặc biệt. Đó là nó là đi cắt cả trên cả dưới. Nó khác biệt với các mẫu vô lăng của các mẫu xe Audi còn lại.
vẫn là visual cockpit này, các bạn nhìn thấy này, vẫn là cái cách đặt màn hình trung tâm hướng về phía người lái, cần số điện tử với một cái không gian rất là rộng rãi ở phía này, ở phía trung tâm đây. Nó mang cái tính hơi xu hướng, nó hơi hơi tương lai một tí, nhưng mà khá là đẹp. Chiếc xe này có cửa sổ trời toàn cảnh nhé, panorama đó, đèn cảm ứng có nhưng mà không có cái remote nên không thể nào mà bật lên cho các bạn xem được. Ghế ngồi của Audi vẫn rất là thích, và phiên bản S-Line nhé, phiên bản S-Line là một phiên bản như kiểu AMG Line của Mercedes ấy, nó là phiên bản Sport, như Sport như Package thôi. Để xuống hàng 2, xuống hàng 2 xem thế nào. Oh, con này hay này, con này rất là hay nha các bạn nhé. Con này các bạn có thể thấy rằng là cái hàng thứ hai của nó là phẳng, nó không có một cái gồ nữa. Cái này là một cái platform điện hóa hoàn toàn. Tôi nghĩ là nó sẽ là chia sẻ của chiếc cùng với chiếc ID3 hay là ID4 của Volkswagen gì đó. Nền tảng điện thì các bạn cũng biết rằng là hiện vừa rồi thì Volkswagen đã có những cái công bố rất là lớn cho việc phát triển các cái nền tảng điện hóa đến năm 2030-2035. Đó. Và đương nhiên rồi, các cái công ty con trong tập đoàn Volkswagen Group, ví dụ như Audi hay là Porsche hay là Skoda đều sẽ được hưởng những cái nghiên cứu này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái khoang động cơ của chiếc Audi Q4 e-tron. Có thể thấy thì cái mặt này thì nó vẫn là điện hóa, nó kín tịt này. Ở dưới này là họng hút gió vào làm mát cái két nước, và cái khi mà gió vào đây này thì nó sẽ qua cái nắp xốp này chính là cái hướng gió để nó trực tiếp tập trung vào cái giải nhiệt ở cái két nước đó. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy logo của Audi này. Đấy. Là logo, một cái logo là của tập đoàn Volkswagen, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, chia sẻ mà. Và trong này thì là chính là cái hệ thống phân phối của cái nhiệt điều hòa. Một nhánh đây là cái hệ thống van chia này. Van chia giữa khi mà lốc điều hòa lên đây là chia một phần vào khoang kia, và có thể nhìn thấy chia một phần vào khoang cabin ở trong, và một phần tôi thấy nó đi xuống dưới, chắc là xuống làm mắt bách pin. Về nguyên lý thì nó cũng không khác gì với những chiếc xe điện mà VinFast đang làm cả. Cái này của van leo này. Đấy. Và một cái nữa các bạn có thể nhìn thấy là cái cụm tổng phanh thì nó sẽ giống, tôi nghĩ là đây là của Bose, nó sẽ giống như ở trên VM8, nó sẽ không có bầu chân không nữa mà nó dùng bằng điều khiển điện. Tức là một chiếc xe điện thì nó sẽ gọn nhẹ hơn, có cốp trước, nhưng không, chiếc Q4 này hoàn toàn không có. Tất cả bộ phận ở dưới kia thì là động cơ và inverter. Đấy. Cái này là một số cái, nhưng mà nó không gọn ghẽ như chúng ta tưởng, chật hết cả một khoang luôn. Tuy nhiên thì có thể nhìn thấy ở đây là phần khung gầm bệ của chiếc xe này được làm rất là kỹ, dày, mọi thứ là rất là dày, ở trông nó cũng khá là chỉn chu. Tảng của chiếc xe này nhé, thì có thể nói rằng ở chiếc Audi e-tron GT ấy, thì nó là cái nền tảng kiến trúc điện 800V, nhưng phần còn lại của Audi thì người ta vẫn sử dụng cái nền tảng điện chỉ 400V thôi. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì cái nền tảng này thì nó sẽ tiết kiệm được hơn về mặt chi phí sản xuất, cũng như nó đã tận dụng được cái hạ tầng mà bây giờ đang rất phổ biến, đó chính là nền tảng hạ tầng sạc 400V. Đấy. Đặc biệt ở đây thì tôi vẫn nhìn thấy rằng là
sử dụng ắc quy, và cái ắc quy này nó cũng không to, để tôi xem được cái ắc quy này nó bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ cũng tầm nó khoảng 45 thôi, không to hơn cái ắc quy của VinFast đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với những công ty có truyền thống như Audi thì họ sẽ tối ưu được cái phần mềm, và khi đó thì họ chỉ cần một cái ắc quy nhỏ thôi để vận hành các cái hộp điều khiển là chính. Ý tưởng và có cái tính thực dụng khá là cao trong thời gian tới. Các bạn có thể nhìn thấy rằng trên mang về phía trước, đầu tiên là cái đầu xe đi, vẫn logo Audi, vẫn một cái lưới tản nhiệt, hình lốp dép này, đèn thì đương nhiên rồi, đây là xe concept nhưng mà khả năng cao sẽ đèn này gọi là LED magic, rất là hiện đại. Đèn cũng là một trong những công nghệ rất là đặc trưng, nhưng cái đặc biểu tượng của Audi. Đây một cái bộ lốp xe, các bạn thấy khủng khiếp không? Là rằng nó đến 23 inch đến từ hãng Pirelli. Đương nhiên nhỉ, lốp này cũng là lốp hiệu năng cao là Pirelli. Cỡ lốp 285, 35, 23. Ok. Thì mình sẽ concept cho các bạn có thể nhìn thấy rằng thay vì gương chiếu hậu thì đã thay bằng camera rồi, mà có một cái điều là các bạn có thể kính không viền như là mở rộng lên cong lên phía trên thì các bạn có thể mở rộng được cái tầm nhìn. Và một cái điều thú vị nữa đó chính là cái tấm kính chính diện kính lái. Và đặc biệt là phần dưới thì cái ngọc phần dưới cả dưới để hướng gió, một trong cái điểm thú vị đó là chúng ta mở cửa ngược theo kiểu Rolls Royce, mọi người nhìn thấy chưa, Wow, một cái ý tưởng. Vật liệu thì bằng vải, vật liệu bằng vải và gỗ, và hoàn toàn đây là một xe ý tưởng. Đương nhiên rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây là một chiếc xe hoàn toàn tự lái, tự động, vì nó không có vô lăng. Không có vô lăng. Rất là đẹp và thân thiện. Người ta không dùng da nữa, dùng vải. Đương nhiên vải này là vải thân thiện với môi trường. Nhìn thấy mà đây là điều chỉnh, đây là điều chỉnh về nhiệt độ trên xe này. Tới cũng không lâu nữa đâu, chiếc xe này nó sẽ trở thành hiện thực, và khi đó thì cái tính năng hỗ trợ lái cấp độ 5 và tự lái cấp độ 5 thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nay chúng tôi đang đứng ở khu vực bãi xe của Maria Bay San, Maria San Bay, và ở đây là một dàn Audi, từ Sportback rồi đến Coupe, rất giống nhau về mặt ngoại hình như các bạn không thể nhớ được. Và đây là chiếc Audi GT,
và bên cạnh nó là một chiếc GT GS. Đây là hai chiếc xe, chiếc dán đây là do GT đã có mặt ở Việt Nam, nhưng chiếc GS này thì chưa. Chiếc GS này bình thường ra với cái cấu hình này thì nó phải bán đến tầm khoảng xích 10 tỷ. Chào các bạn, hôm nay thì Nhân có dịp sang Singapore để tham dự một cái triển lãm của xe Audi. Thì chúng tôi được trải nghiệm gần như là tất cả các dòng xe điện của Audi. Và hiện nay thì tôi đang ngồi trên một chiếc Audi e-tron Sportback Advent 50, có công suất là 230 kW nhân 2, 2 trục, mỗi trục 230 kW, 460 kW. Nếu mà tính ra mã thì nó khoảng độ 500 mấy chục mã, gần 600 mã. Ồ, mạnh đấy chứ. Thiết kế của Audi bây giờ trông rất là high tech. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là hai cái gương chiếu hậu là bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Gắn vào đó là hai cái camera và chúng ta có thể quan sát ở đằng phía sau xe ở hai cái màn hình ở góc. Vừa rồi là ban tổ chức vừa có warning cho việc mà lái xe an toàn. Okay. Và bây giờ thì chúng ta lên đường. Ok. Thì tay lái sẽ là tay lái nghịch so với ở Việt Nam. Và tôi sẽ ngồi bên phía phải của xe. Cảm quan thì vừa lên xe xong, ra khỏi khách sạn và thấy rằng khả năng cách âm cũng tăng tốc của chiếc Audi e-tron Sportback này là rất rất là êm. Và cái dàn treo của nó thật sự là tuyệt vời. Nó không cứng như chiếc BF8 của tôi. Câu chuyện khi mà tôi nói chuyện với cả một kỹ sư đang làm việc cho một địch rằng là họ đã từng mang những chiếc Tesla Model X và Model S về để xem. Họ đã scan tất cả những xe đó. Tuy nhiên thì họ nói rằng chiếc Tesla chỉ hơn được xe điện của Đức ở phần pin. Còn phần còn lại về chế tạo cơ khí rồi cơ cấu lái tất cả các thứ thì Tesla không có cửa gì hoạt động dài hơn, bởi vì với vẫn một cái dung lượng pin đó thì chiếc xe nào nhẹ hơn thì nó sẽ đi được dài hơn. Tuy nhiên thì họ nói rằng họ không thể đánh đổi một chiếc xe có cái phạm vi hoạt động dài để họ lấy một cái cảm giác lái của một chiếc xe Đức. Bởi vì như các bạn biết, nói đến xe hơi thì xe Đức là một trong những cái gọi là nó là kỳ quan của nhân loại thì hơi quá đáng. Tuy nhiên nó là một trong những dòng xe tốt nhất ở trên thế giới. Và họ nói rằng họ vẫn phải giữ lại cái truyền thống đó. Đó là những cái khung gầm bệ chắc chắn, cứng vững và cảm giác lái tuyệt vời. Và chính vì những cái đó thì nó cũng khiến cho cái phạm vi hoạt động của những chiếc xe đến từ Đức, xe điện đến từ Đức nó cũng giảm hơn đáng kể so với những chiếc Audi e-tron Sportback Advent 50 tôi đang chạy đây. Thật sự là rất là thích thú. Nó có cái cảm giác vừa thân quen với những chiếc xe điện mà tôi đã từng đi, nhưng mà nó cũng lạ hơn. Ví dụ như chiếc BF8 tôi đang sở hữu thì nó cảm giác mượt mà hơn, nó cảm giác mượt mà hơn và êm hơn rất nhiều, cũng như là một cái cảm giác về mặt kiểu
độ hoàn thiện ấy, độ hoàn thiện của chiếc xe nó rất là chi tiết, là chuẩn. Nó vẫn là truyền thống của một hãng xe lâu đời của Đức danh tiếng. Có thể đấy cũng là một trong những cái thứ mà nó làm nên cái tên tuổi của Audi từ bấy lâu nay. Bởi vì nếu mà so Audi với cả VinFast thì có gì đấy nó cũng hơi khập khiễng, bởi vì thì nói riêng và cái tập đoàn Volkswagen nói chung thì nó đã được tích lũy cũng khá là lâu. Tập đoàn Volkswagen thì có cam kết rằng đến năm 2030 hoặc là 2035 thì họ sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng điện, và họ đã đầu tư đến khoảng 50 đến 60 tỷ đô để cho cái dự án này. Đây là một cái kế hoạch rất là lớn, có thể lớn nhất trong các tập đoàn sản xuất xe hơi trên toàn cầu. Cảm giác lái xe ở bên này với cái chiếc xe mà sử dụng camera nó hơi đặc biệt, bởi vì theo thói quen là tôi đã nhìn qua đây để nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi lại phải nhìn xuống một tí, cúi mặt xuống một chút và nhìn ở cái màn hình ở góc đấy, nó cũng hơi khác biệt so với những cái gì mà tôi đã từng trải nghiệm lái xe. Tuy nhiên đây cũng là một cái trải nghiệm khá là lạ và thú vị. Cái góc chiếu của camera nó rộng hơn cái gương, thế là tầm quan sát nó cũng tốt hơn. Một cái cảm giác lái những chiếc xe Audi rất là rõ rệt đó chính là hệ thống treo. Mặc dù nó cũng là một chiếc xe khá là nặng, với xe điện hầu hết là xe đều nặng, tuy nhiên thì hệ thống treo của nó hoàn toàn không giống cái cảm giác lái của một chiếc xe V8 mà tôi đang sở hữu. Nó bị hơi cứng quá và hơi tưng. Còn ở những chiếc xe Audi này thì nó khá là đầm và êm. Đấy cũng là cái cảm giác mà khác biệt đối với chiếc V8 của tôi. Cái âm thanh nó vọng vào xe thì hoàn toàn nó không có những tiếng ù, cái tiếng ù mà cái không gian ở trong cabin xe thì nó rất là tĩnh lặng. Vừa nãy tôi xác nhận lại là chiếc xe này Audi e-tron Sportback là treo hơi. Chính vì vậy thì nó cũng có cảm giác rất là êm và rất là đậm. Nó khác hẳn cái treo của VF8 đó là treo bằng lò xo và giảm trần. Nó sẽ bị nặng quá, nó sẽ bị tưng. Nhưng chiếc xe này không bị vậy. Vừa rồi là những trải nghiệm nhanh của tôi với những chiếc xe điện của Audi. Tôi thấy là nó vẫn mang cái giá trị rất là truyền thống của Audi. Chẳng qua nó chỉ chuyển đổi từ năng lượng cũ, gọi là những động cơ đốt trong, sang năng lượng mới là những động cơ điện. Tất cả những cái cảm giác lái, cái sự thân thuộc với một cái thương hiệu Audi vẫn còn giữ nguyên. Và đây cũng là một trong những cái giá trị của những cái công ty sản xuất xe hơi truyền thống. Nếu bạn mới bắt đầu, chưa có cái gì trong tay, bạn sẽ làm ra một chiếc xe điện thực sự khác biệt. Nhưng nếu bạn là một hãng xe có truyền thống, có fan của mình, thì bạn phải làm những chiếc xe nó giống những cái giá trị cốt lõi của mình. Để làm gì? Để các bạn không gọi là quay lưng lại với những cái fan hâm mộ của mình, những cái giá trị mà mình đã tích lũy từ hàng trăm năm. Và sau khi trải nghiệm những sản phẩm điện hóa của Audi thì cái cảm xúc tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm là Audi vẫn là một chiếc Audi. Nó có thể là một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu đốt trong và nhiên liệu hóa thạch, động cơ đốt trong nhiên liệu hóa thạch, và bây giờ nó là động cơ điện hóa. Một điều hơi đáng tiếc một chút đó là tôi chưa được trải nghiệm hai mẫu xe gọi là flagship của Audi, đó là chiếc e-tron GT và e-tron GT